hợp đồng với chiên. Đúng. Này là thịt ram đúng không? Thịt ram đây nè, thịt ram đây nè. Còn cái này gà nè, gà kho xả nè. Gà kho xả. Còn cái này ba sa kho cũng muốn hết rồi. Còn này vịt kho gừng. Vịt kho gừng. Cho con canh chua. Canh chua với cá chiên, miếng thịt ram nữa. Rồi. Dạ. Hai người ăn nha. Dạ hai người ăn. Xong này là xong gì cô? Cái xong này nè. Sông Ngã Năm Phú Lộc, Ngã Năm Thanh Trị, à, sông Ngã Năm. Cái này chắc chạy thẳng Hậu Giang Cần Thơ gì hả con ha? Dạ. Dạ quốc lộ 61B. Đói quá ghé đây ăn cơm phần luôn. Đi về Hậu Giang cái gì? Dạ con đi về Hậu Giang. Bây giờ con muối ghép, rau ghép phải là bông súng. Rau ghép là rau súng, sạch súng ghép đó. Cho con cái hai luôn đi, con phải ăn rau lắm. Vậy là nhúng hai cái chung hết em. Dạ dạ dạ. Tết này ăn gì hả chú? Canh chua. À canh chua mình sẽ ăn với muối ớt nè. Đây là quán ăn, quán giải khát luôn. Cơm Gia Bảo nè. Có cơm sườn, cơm phần, hủ tiếu, bún nước lèo luôn. Nghỉ bán nước mía hả cậu? Ờ, cái tủ hư rồi. Dạ, định kêu nước mía. Sáng mấy giờ cô bán? Cô 4 giờ thức rồi. Phần của sáng luôn? Bán đồ ăn sáng như cơm sườn, dạ. Nước lèo, hủ tiếu. Rồi dạ. Mới đi chợ về con bán đồ cơm phần. Dạ, rồi buổi trưa này mới có cơm phần nè ha. Ở đây là kế bên... đằng kia là cái gì ta, chợ chợ nổi Ngã Năm kế bên luôn. Bên là chợ Ngã Năm. Bây giờ cô sẽ chiên lại hả con? Cô chiên cho nó nóng lên, mở này cô chiên nó nóng lên. Mình dùng mỡ heo con ha. Mỡ heo chiên mỡ heo mới ngon chứ dầu ăn không ngon. Dạ. Nhưng mà chiên thịt thì phải dầu ăn. À. Cô cho nó xèo cái được, tôi để con súng vô nè, cá vô. Đây là phần canh chua mình đúng không ha? Canh chua đó. Gà chuối ngon lắm, ngon xèo luôn. Này mua sáng giờ không con? Trời ơi, từ sáng giờ luôn đó con ơi. Có hôm qua đỡ, hôm qua ít mưa, hôm nay mưa quá. Hôm qua hơi trong trời. Chợ nổi ở đằng đẳng là chỉ hoạt động buổi sáng thôi con ha. Ừ. Cô chiên thì nóng lên. Cô chiên nó nóng lên bây giờ. Mới chiên rồi nóng giòn mà đừng có hơi lạnh nè. Chiên nó nóng mình hâm lại. Đúng rồi, ăn mới hâm lại. Đây phần thịt nó sôi nè. Đang sôi. Rất là đẹp luôn. Ngon. Trời ơi quay. Là có cái mấy cái bạn ở bên mấy sông nè. Ngồi bên đó đã luôn. Dạ, buổi trưa nằm cái võng ngủ trưa đã không cô? Canh chua là chú ghé là ngon nhất. Dạ. Cái này là mình dùng cá hú hả cô? Cá hú. Chị cho nó nóng lên vậy đó. Dạ, xèo xèo rồi nè. Ừ. Này gọi là cá lóc con đó luôn. Cá lóc đồng đó, cá lóc nhỏ đó. Dạ. Trời, cá gì mày cũng được ngàn ký. Mấy chục ngàn ký. Nhưng mà người ta chịu cá này hơn cá nục, cá biển, cá muối chiên người ta không có chịu. Dạ. Ở đây mình thích ăn cá đồng à. Ừ, rồi cỡ này thích lên là bắt đầu mới là người ta đặt. Có cá gô đó, cá gô đồng mình có lớn lớn vậy nè. Ủ mềm con cá luôn. Dạ. Cá đó mà muối chiên là thôi. Chúng luôn. Cho một ít rau thơm vào nữa. Phần cơm của con là gì là xong rồi nè ha. Ăn cái cục cơm. Này cái mình nặng chanh vô không con? Không có chanh đâu, con đừng chanh. Dạ, cho con miếng chanh nhé. Ở chứ bình thường mình chấm thẳng vào cái muối ớt luôn hả? Không được, ta không có chanh vô. Chanh vô. À. Chua mình đã chua rồi nha. Dạ. Để cái nước đó con. Ừ, đúng rồi, để chanh chua con để vô.
Vậy thôi cho con miếng chanh đi, con nặng bên thôi. Lạnh mà ăn gì cũng lạnh, giờ cũng nóng chưa nè. Ủa, con nấu mà cơm to vậy hả? Trời ơi, ngày mấy nồi rồi. Ngày mấy nồi luôn. Có ngày 2 nồi này. Dạ. Còn nồi nhỏ là hết rồi. Rồi, ra bàn thôi. Lên đồ ăn. Cá, thịt này đầy đủ luôn. Rồi đây. Quá hấp dẫn. Ớt đây. À, có ớt chua luôn kìa. Canh chua này là có gỏi ghém nè. Đó, à, chuối mà mình bào nha. Rồi à, có bông súng nữa, hai cứa cá. Được một cái tô thế này. Hôm nay là cá lóc con. Đó, cá lóc nhỏ đó mình chiên. Ra mặn. Ở Sóc Trăng mình á là ăn canh chua là mình chấm với cái ớt thôi. Đây là quán cơm phần của cô Hội, rất là thèm. Mà em vào đây em kêu một phần như thế này thì mời cô chú anh chị cùng dùng bữa với hai đêm nha. Mời cả nhà nha. Cơm trắng. Cái anh à, cái tô canh chua là thấy thèm. Canh chua ở đây chấm với mứa ớt. Ngon quá. Chua ngon luôn. Cô nói cái ghém này mình nấu canh chua là ngon nhất rồi. Một miếng là 1 gram. Cá. Cá lóc đồng. Cái cá này là cô chiên bằng mỡ heo á. Cá lóc đồng luôn mà có con, cá nhỏ. Cô nói cá này cô chiên bằng mỡ heo mới ngon. Không. Cấu nguyên con. Ngon quá. Canh chua thì cũng nấu bằng cá hú. Bằng cá. Ngon anh ha. À, bây giờ Lan là trời mưa. Ở ngoài mé sông là cô có đặt bàn nữa. Và cô xây một cái lều bên đó đó. Ngồi ở đó mát lắm luôn. Ngồi bờ sông ăn cơm phần đã. Nhưng mà mưa thì nó tạt quá, ướt nhẹp à. Cho nên em không có ra mé sông, ngồi ngồi phía trong đây luôn. Sống này nước đang lên cao. Sau này vừa có thịt vừa có mỡ ngon nha. Sau cô để hầm lá nữa nha. Cô ra mà có sườn luôn nè. Này cũng sườn nè. Và có cả thịt ba rọi nữa. Ba rọi cô sắc miếng như nè. Ngon lắm. Em xin cô mấy chén này. Con bẩn rồi. Em đi vào trong bếp đó, em xin được mấy chát hiểm nè. Ba chát hiểm. Ồ, cái này ăn là hết sảy luôn. Hiểm được cái nó thơm. Thơm ngon nữa. Ăn miếng cơm. Miếng thịt ram. Ở đây ai ăn thì cô sẽ hầm nóng lại. Món rất là nóng. Căng chết hiểm nữa. Mình có bông súng nữa nè ha. Lâu lắm rồi mới ăn được chén cơm. Em đi mấy ngày rồi đó. Bây giờ em chỉ ăn bún thôi. Đặc sản toàn bún thôi.
chua mình chấm muối là ngon nha. Ừ. Mướt ăn đã. Mé sông nãy là mình ngồi ngoài mình quay cái view ra ngoài mé sông đẹp lắm luôn mà mưa quá. Nãy mưa còn hơi lớn giờ nó tạm tạm nè. Ăn cái đầu không con? Giòn khấu rồi em ăn thử đi. Mình cho miếng ớt chua vào trong phần mướp ớt luôn cho nó cay. Ở đây sáng là cô bán đủ hết bún nước lèo, bánh canh, hủ tiếu đầy đủ luôn. Cơm tấm nữa. Có cơm tấm, cơm sườn luôn. Và buổi trưa thì cô bán cơm phần. Em cho ớt vào nè. Đỏ ké hết trơn à. Muối ớt hả? Đúng muối ớt luôn. Ớt không. Cá lóc cô chiên giòn cấu à. Gấp gấp luôn nè. Thèm quá, thèm hai chén rồi đó. Giống cơm nhà với anh Thân. Ghém chơi cũng nhiều quá ha. Cá thì em cá hú ngon. Ừ. Cá hú chấm ăn ngon. Thịt cá hú. Đi đường trong đúng không anh Thanh? Đường quốc lộ 61B. Ừ. Đối diện với cái đường này luôn á của chú anh chị. Đối diện với cái đường này luôn á là quốc lộ 1A. Hai cái đường chạy song song với nhau. Mấy em đi đường nhỏ. Mấy em đi đường trong. Tại vì trời mưa lớn lắm. Mưa nó tạt vào mình không có thấy đường. Mà chạy ngoài đường lớn em sợ. Cho nên em lủi vào đường nhỏ. Ít có xe lớn thì mình đi khỏe hơn. Nó đã đúng rồi. Ngon quá. Sườn nó có phần gân đó. Tốt. Người bằng cơm nhà. Nhà muốn ngâm. Một cái điểm đặc biệt nữa ở vùng Sóc Trăng là canh chua á, mình ăn nó sẽ là chua. Ừ, đúng rồi. Ăn vào là nó chua luôn, nó chua lẹm luôn nha. Chứ không phải là mình dằn lại một chút đường cho nó ngọt ngọt giống như là ở An Giang. Hai nơi khác nhau là như vậy. Mà ăn ngon, cái vị ngon ha.
chỗ nấu mỗi khác. Của mình thì vừa có ngọt ngọt, chua, mặn mặn. Bởi vậy mình đi nhiều thế này nè, khi mà mình ăn đồ ăn á, mình biết là cái người nấu là ở cái vùng nào luôn ấy. Wow, 4 chén rồi. Ngon miệng. Cá tầm. Cái nồng khấy luôn. Ăn vô ngất ngất luôn. Nước thơm quá không? Nước lên cao lắm rồi. Nhiều lắm mà còn ở dưới nhóc hết trơn. Nãy tôi hỏi là ăn canh chua với ghém hay là bông súng. Hay là cô có bán hai loại luôn á. Em thì em kêu trộn chung luôn đi. Canh chua vừa có ghém vừa có bông súng. Ngon quá. Mấy em bán là còn có 3 tiếng nữa mà đến nhà. Ba tiếng hơn. Bốn chén à? Này là cũng đang ở Sóc Trăng hả anh không? Đang Sóc Trăng, ở thị xã Ngã Năm. Huyện thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Sắp tới thành phố Ngã Bảy hả? Có Ngã Bảy hả? Ngã Bảy là Hậu Giang, đây là Ngã Năm. Ngã Năm thuộc Sóc Trăng. Ngã Năm là có chợ nổi mà Ngã Bảy cũng có chợ nổi luôn. Mà muốn đi chợ nổi thì mình phải ở đây. Mình ở đây rồi sáng mình dậy sớm mình mới tham gia được cái phiên chợ nổi. Cá khú ngon. Phần ba trái ớt à, với muối anh cho một đống ớt vô nữa, cay chảy nước mũi luôn. Mà có ớt nó làm tăng vị giác, kích thích ăn ngon. Mà no luôn rồi đó. Chúng ta hai mình ăn này cũng nhiều lắm anh Thanh. Nhiều. Thôi là người ta ăn có thể là một chén một tô canh chua là cũng hấp phổi à. Anh bế như vậy là ăn 4 chén rưỡi rồi đó. Nên cô cho cơm nhiều chứ, ăn hết cơm mà. Cô chiên siêu giòn. Còn muốn cơm cái ăn hết. Ngon quá. Không? Hết à? Hết à?
là lâu quá. Hai đêm đã dùng xong bữa cơm phần ngay tại thị xã Nga Năm, Sóc Trăng. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem đến giờ phút này. Hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho hai đứa em nha. Em cảm ơn nhiều và hẹn gặp cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha.